Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Ngày 17 tháng 8 năm 1936, công ty cổ phần Hiroshima Toyota được thành lập tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, tiền thân của tập đoàn Hiroshima Toyota ngày nay. Với lịch sử hơn 80 năm thành lập và phát triển trong ngành ô tô, tập đoàn Hiroshima Toyota không ngừng lớn mạnh tại Nhật Bản và mạnh mẽ mở rộng quy mô hoạt động ra nước ngoài. Hiện nay, Hiroshima Toyota đang sở hữu chuỗi đại lý xe ô tô hàng đầu tại Nhật Bản và Việt Nam, 22 đại lý tại riêng tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Hai đại lý chính thức tại Việt Nam là Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT phụ trách khu vực phía Bắc, Toyota Hiroshima Tân Cảng HT phụ trách khu vực phía Nam, Toyota Hiroshima Tân Cảng HT với vốn đầu tư 100% từ tập đoàn Hiroshima Toyota Nhật Bản được thành lập vào ngày 12 tháng 4 năm 2004. Sau 15 năm hoạt động và phát triển nhằm mở rộng quy mô kinh doanh cũng như chất lượng phục vụ khách hàng, ban lãnh đạo tập đoàn Toyota Hiroshima Tân Cảng đã quyết định thực hiện một bước ngoặt, đó là xây dựng một showroom mới hiện đại nhất tại Việt Nam. Sau 2 năm thực hiện, cơ sở Toyota Hiroshima Tân Cảng mới đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng diện tích sử dụng lên tới 19.000m², nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, vị trí cửa ngõ phía đông của thành phố là nút giao thông quan trọng, khu vực trọng điểm về kinh tế, tài chính, giao thương hàng hóa với nhiều khu vực mới. Với vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay mặt tiền khu đô thị Vinhome Central Park, gần tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81. Quý khách sẽ rất thuận tiện trong việc di chuyển khi đến với đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng để lựa chọn cho gia đình mình chiếc xe phù hợp nhất. Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng tương lai hạnh phúc cho khách hàng và cống hiến cho sự phát triển của thị trường xe hơi dựa trên chia sẻ trao đổi nền văn hóa Việt-Nhật và cung cấp các dịch vụ tối tân nhất. Phương châm làm việc, chất lượng, dịch vụ, khách hàng là số 1. Chúng tôi mong muốn mang tới cho quý khách chất lượng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ mua bán xe và sửa chữa, bảo dưỡng xe tốt nhất để hướng tới mục tiêu, sự hài lòng tuyệt đối, vượt trên sự mong đợi và chạm tới cảm xúc của khách hàng. Cơ sở mới được đầu tư những trang thiết bị hiện đại, mang tiêu chuẩn quốc tế. Đến với Toyota Hiroshima Tân Cảng, quý khách sẽ được phục vụ bởi đội ngũ chuyên viên lành nghề của chúng tôi, được đào tạo bài bản và kiểm tra chuyên môn định kỳ theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam cùng với trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sẽ mang đến cho quý khách những dịch vụ ưu việt nhất. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối duy nhất có chuyên gia người Nhật trực tiếp quản lý việc sửa chữa và bảo dưỡng xe cho quý khách. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.